Sa slide po po. Ini mga machup ni target may na meron may rupagyo na mount na siya ba. Ano di chow meron may rupagyo ang primitive ng antigram ang kamat. Primitive ng antigram ang kamat. Na kanong primitive ng antigram man kamat ba yun yung natimu ko yung saksa ang primitive yang may tayo si primitive. Kaya may tayo hata si antigram. Primitive. Ano yung mga lang ni Jumanay? Ni Jumanay, maanak kong atom na ay, si primitive na atom na ay, no, hindi ko lutra pa at primitive na ay, sma atom na ay. Diyan po krup yung nung pat ay, nung tayong kamat na anak kong, na anak kong ay. Ba, uti ho, alam po mga talo uti ho, uti ho, kimin anak kong atom na ay, x mà tôi nâng ơ xoay con x bốc bì x đọc bày nâng x tôi nâng x mà ơ xoay con x bốc bốc bì anh cũng nâng cầm nọt trên phố cổ rục x chứ rồi bỏ ạ bằng hai thả x thông nâng x chứ primitive này x tôi nâng x nhé chẳng bà x thông nâng x chứ primitive này x tôi nâng x dựa đằng ấy lúc ra ta giảm mấy những dùm này khăn đỡ lúc ra ta x thông prim nâng x mà x tôi nâng x nhé nè lúc ra ta ai thông này ấy ai thông prim này ấy mà ai tôi này ấy và chẳng dương dương bàn ai prim thông này ấy nè ai prim thông này ấy mà tân đằng đây là vẽ đây là vẽ anh cũng ai thông nắng mà tân đằng ở soi con ấy bọc pi ấy đọc bài nắng prim cái nào prim giờ đây là vẽ ta cứ ở soi con ấy bàn ở soi con ấy pi ấy đây là vẽ ta bàn pi chúng luôn bật mày đây là beta smart so chẳng biết smart ơi sẽ còn ít bầu bầu pi anh smart ít tàu với phần smart ít tàu với phần nằm mới nè và chẳng biết nè ta ít thông prim này ít smart ít tàu này ít và ít thông prim này ít smart ít tàu này ít được ní anh là cùng ít thông này ít cứ chỉ primitive này này ít tàu này ít nhé và việc bật ra nó việc bật và chẳng chẳng mơ tới được protobat bao giờ protobat tìm mũi cái miếng anh cũng anh này ấy anh thông này ấy mà tôi đang xin buôn ấy bầu pi pon thầy nâng anh tôi này ấy mà tôi đang buôn co buôn ấy nhé trong phố group ấy chưa được bỏ ạ và bằng hai thằng anh thông này ấy chưa primitive này anh tôi này ấy nhé lấy cái gì bằng hai chưa primitive thì đây và anh lấy gì mờ chúng protobat nó ôn vừa phòng nè protobat nó ôn kẹt nề máu là dân chơi chừng này pi cứ say bát nè ba anh được cùng ai thông này ấy chỉ primitive mui này anh được cùng ai tàu này ấy nu primitive thì ở này ai tàu này ấy miền tùm rồng ai thông này ấy bọc xe nè primitive này ai tàu này ấy giác mà ai thông này ấy bọc bọc xe ta sẽ cứ chừng một quật thề ưu tiên họ rốt primitive này ai thông này ấy và rốt primitive ai thông này ấy này ai thông này ấy và chẳng kể ai giờ rốt ai thông này ấy và cái miền ai thông này ấy mà tình năng ấy xoay con bốn đó pi ở đó ơ xoay con pi ấy đã ai thông này xôn mà mà pi nó khăn ông lùm hát đó phô bà ca nha kê prap tầm lại ấy ấy này xôn ấy này mùi ấy này pi ở đây kê prap tầm lại ấy thông nâng miền này ta kia ăn ao dương ao chậm nào thì chọc xe thế cứ kia ao dương rơi rơi đầm lại xe là bỏ vía nè và chậm nào ấy chắc cái miền primitive này nó cùng ai này ấy xem mà tận năng ấy xoay con bốn độ pi ở sẽ cần ấy và ai tối nhá chắc primitive là bỏ vía cứ ai thông xem mà a primitive nung mean ai ta cứ chi an akum muoy da yeung man ton de da wae an akum daam robos vi ne primitive cứ chi an akum daam chang yeung rok an akum daam cứ ae thom chang smar ta nung muoy le 5 x swaik kun 5 do muoy le 2 e swaik kun 2 x ne pruh ai pruh ka na yeung yo ae thom nung a yo mo de da wae ta ve smar ta nung x swaik kun 4 do 2 sum to do e swaik kun 2 x smart smart eto ye ne je smart eto pa pa
S ធំនៃ0ស្មើ2អញ្ចឹងកាលណា S ធំនៃ0ស្មើ2នោះនាំឲ្យយើងបាន S ធំនៃ0ស្មើ1លើ5គុណនឹង0ស្រេចគុណ5ដក1លើ2គុណនឹង R ស្រេចគុណ0បូក0ស្មើ2ណាអញ្ចឹងអានេះ0អញ្ចឹងវាស្មើទៅនឹងដក1លើ2បូក0ស្មើ2កាលណាដក1លើ2បូក0ស្មើ2នាំឲ្យយើងបាន0ស្មើទៅនឹង2កតាដកដក2អញ្ចឹងវាស្មើដក4ណាអញ្ចឹងចំនួនពុត0ណាស្មើដក4ដូចនេះ s ធំនៃ x របស់យើងស្មើ1លើ5 x ស្រេចគុណ5ដក1លើ2 r ស្រេចគុណ2 x ដកដក4ជា primitive នៃអនុគម s s តូចណាអញ្ចឹងលក្ខណៈសម្គាល់មួយខ្ញុំដាក់ឲ្យលក្ខណៈសម្គាល់មួយគេអាចរកចំនួនពុត0បានកាលណាគេស្គាល់តម្លៃនៃ primitive ចំពោះ x ណាមួយបាទណាហើយប្រតិបត្តិទី2រក primitive នៃអនុគម s ធំណារក primitive s ធំនៃអនុគម s របស់យើងស្មើ1បូកកក x ដែល s នៃ pi លើ6ស្មើ3បាទអញ្ចឹងបងរកបន្ថែមខ្លួនឯងទៅណាប្រតិបត្តិនេះបន្តិចទៀតយើងបន្តទៅលើចំណុចទី2របស់យើងហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូទី2របស់យើងបន្តទៀតបាទអរគុណហើយបងកត់មេរៀនចូលណាបងណាកត់មេរៀនចូលហើយធ្វើប្រតិបត្តិទី1និងប្រតិ